Hello cả nhà, chào cả nhà buổi trưa. Thì buổi trưa hôm nay mấy anh em có hẹn nhau đi xuống cái bè câu cá nha mọi người. Nhưng mà giờ này mới xuống tới bè cái là bước xuống chiếc xuồng làm cái ủm, cái mấy anh em lọt công cụ xuống dưới sông này hết rồi cả nhà. Giờ bạn Trung đang thải lưỡi câu xuống để móc cái cần câu anh tướng lên, nó hy vọng là sẽ móc được nha mọi người. Rồi thì nó trôi theo dòng nước Trung ơi, xuống dưới phía dưới này nè. Ừ? Anh Tuấn kìa, nó kìa, điện thoại nhảy xong luôn rồi, không biết xài được không nữa nè. Cần câu mất hết trơn rồi, xuống dưới đây là không có câu câu. Mất 100 ngàn nữa. Là nó sâu nữa, chạy dây nó còn chạy gì nè. Đâu, khoảng bao nhiêu mét nước để... Hiện giờ mấy anh em tìm cách để lấy cần câu của anh Tuấn lên nha cả nhà. Cũng hy vọng là sẽ móc được cái bịch cần câu của anh. Hồi nãy chiếc xuồng nãy nó bự hơn chiếc xuồng này luôn nha mọi người, nhưng mà bước xuống thì như nó bị chịch bên đó nên nó lật cái chiếc xuồng xuống cả nha. Ở đây mai cũng có mấy em đã xuống cần ở khu vực này hết rồi mọi người. Sáng giờ cũng lên được con cá tra. Sáng có lên cá gì bự không đây? Từng con cá tra với mấy số cá rảnh nha mọi người. Mà cả nhà tiếp tục đón theo. Giờ này bữa nay xuống bè câu cá mà chưa câu mà hả, mới bước xuống xuồng là nó lật chiếc xuồng luôn nha cả nhà. Nên giờ phải hỗ trợ từ ông anh, ổng xuống ổng lặn ổng lấy chiếc xuồng lên nha mọi người. Chiếc xuồng rồi cái máy rồi bó cần câu mắc luôn. Nên giờ anh lặn xuống anh lấy lỡ lâu lên thì đi công nữa không hay là sao? Câu chứ. À, cũng bơ luôn hả vậy? Hay là câu tại chỗ đây luôn. Ủa kêu anh lặn cái gì trước ạ? Nó lặn nó mò đi bỏ. Hả? Có không anh? Đúng không? Chiếc xuồng ở đây đó nhưng mà cái đúng rồi. Đúng gì? Đúng rồi nha các bạn. Mà không biết cái gì nha. Chiếc xuồng thì dễ, xuồng nữa có một giây rồi. Ừ. Thôi xả cái ống này cho ổng nè. Ống hơi á. Ơi nắm cái đầu dây lại. Nó có bình hơi á. Có bình hơi á, xuống đó đâu có ngợp. Còn bên đây mấy anh em dẫn xuống cần câu. Ủa em lội ở đó hả? Đây nè, đây cần thủ lội xong nha mọi người. Cần câu nằm bên kia mà đây phải lội xong qua đó. Cũng nhờ nói chung là mấy anh em cũng không có rành đi xuồng cho lắm nha mọi người, nên bước xuống xuồng á nhiều khi nó có cái lực chụp á thì cái xuồng nó dễ lật lắm nha cả nhà. Nên hả, có khi không quen nó là vậy đó. Thì đi tới đây. Bây giờ là em hỗ trợ lên cái máy nha cả nhà. Tiếp tục là chiếc xuồng thì dễ rồi, chỉ còn bó thằng câu. Lên được cục máy rồi nha mọi người. Được luôn hả? Đi một con dây đi anh. Con dây đi ở. Hay ha. Đúng là em là số 1. Nhảy xuống cái ụm mà lên cái máy liền. Hai ông làm mà bắt chúng làm không chúng chúng nên 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 đợi lôi cái giùm nha. À chiếc xuồng với ông lặn giùm bó con câu không coi. Bắt luôn bó con câu nha cả nhà. Từ giờ em trai nó hỗ trợ cái bó con câu. Chợ giùm ổng cái bó con câu luôn, bắt tư bó con câu rồi. Ờ, nó trôi chứ chừng tắt cái này quá. Có phương án dự phòng mà có nghĩa là có nhiều người kịp xuồng rồi. Đúng rồi, đó là dạy mà bài mà anh. Phải đợi tới nước mới làm. Đúng rồi.
cái nào có dự trữ trước chứ. Giờ em trai tiếp tục hỗ trợ tìm được cái bó cần câu cho anh Tuấn nha mọi người, tại vì nguyên một cái bịch, nguyên cái bịch cần câu nó chiếc xuồng nó ấp xuống rồi, cái bịch cần câu nó nằm trong chiếc xuồng rồi, giờ nó không biết cái trôi hướng nào nha cả nhà. Anh đây á, cái chỗ này á, phía dưới này chủ bè có căng lưới lại nên nó cũng không trôi ra ngoài được nha mọi người, chỉ có phạm vi vòng vòng khu vực này thôi. Tôi hy vọng là tìm được bó câu để anh Tuấn anh buồn. Ủa cái đấy còn trong xuồng hả? Sợ nó ra ngoài hả? Ra ngoài, nó ấp xuống là sao mở trong ngoài. Em có bình hơi, em rặn rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Còn như anh em mình là nhảy xuống là không thể nào mò được cái gì. Này là tính, vậy là tính cái này con cá thứ ba là ba con đó, nãy tôi là bốn con. Ba con cá bự. Đây là bè An Phong nha mọi người. Đây là khu vực bè An Phong. Đây cũng lâu rồi anh em cũng muốn đi trải nghiệm câu bè ăn bữa nha mọi người. Nhưng mà bữa nay hình như chắc cũng anh em cũng không có may mắn cho lắm, mới xuống bước cái xuồng cái làm cái hầm xuống cái là cả nguyên con xuống hết nha mọi người. Anh Tuấn cả đồ đạc điện thoại đều là xuống hết. Hai đầu tiên là em chưa mò được bó cần câu. Nhưng mà nó ấp xuống bó cần câu nó chắc nó tấp xuống mấy lưới rồi quá. Không mưa này không ăn thua. Ướt đồ mẹ, không có đi, không có cá, không có lít rồi đó. Ở đây có chòi mà, khỏi lo dù trời đồ mưa. Đang thu hướng rồi mới nghe. Bây giờ đang tiếp tục để mò bó cần câu nha mọi người. Bó cần câu của anh Tuấn. Thì nói chung thì bó cần câu của anh Tuấn cũng không có nhiều tiền cho lắm. Vì nó chỉ là mất công cụ cần câu để đi làm thôi nha mọi người. Thì cũng trong bọc thì cũng có một cần máy, ba cần tay với một cây dù và một cây móc nha mọi người, chỉ có vậy thôi. Cũng hy vọng là em trai nó mò được để có công cụ để chiến tiếp nha cả nhà. Kim Tuấn kiếm cần câu mới rồi. Ngồi chờ cá ăn cho mọi người. Khi có một bạn đang ngồi chờ cá ăn. Để lên chiếc xuồng nha mọi người. Giờ tiếp tục cái máy lên rồi, giờ tới chiếc xuồng lên nha cả nhà. Biên phòng nó có biết chứ, người ta đâu có phải tự nhiên ấy đâu, phải có tình huống chứ. Kiểu này nó chắc cũng thường xuyên. Anh em thành phố sống là đi xuồng, người bé đi xuồng là cái chuyện kịp xuồng là chuyện bình thường. Mình đi xuồng. Mình không phải chuyên đi xuồng, nó dễ lật lắm nha cả nhà. Chỉ bút chịch chút xíu là nó lật xuồng. Tại BK nó rất là nhẹ. Có không?
cho mất tiền. Vậy mình kéo cái xuồng lên trước đi em trai. Mấy anh em hỗ trợ kéo cái xuồng lên nha cả nhà. À mãi con dây mũi ra mới được, đúng rồi. Lên cái mũi này nha cả nhà. Chiếc xuồng bay cá nó rất là nhẹ nha mọi người, tại nó xuống nước rồi nó nước chảy nó bọc bọc nó nặng thôi chứ nó cũng không có gì nặng nha mọi người. Xong đã mở dây anh em hỗ trợ còn xong rồi, giờ mấy anh em trợ giúp để kéo lên là được nha mọi người. Chịu đó đi. Thì giờ này nó có 4 anh em, 5 anh em để hỗ trợ cho chiếc xuồng lên nha cả nhà. Dính cầu thang không? Phụ em anh đó tính. Ấn thằng ơi. Cứ gì vậy 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 đấy là. Phải ra khoảng trống nó mới lên được. Chổng coi cái lôi cạn mất tiêu giữa trận. Cá nó ăn lôi giờ lôi giòm không trận. Để đi. Vẫn chưa lên được chiếc xuồng cả nhà. Chiếc xuồng nó sẽ lọt qua cái phi xanh này mới lên được nha mọi người. Đến đâu không ạ? Đến đây ạ. Ấy nó
ra cái khung này mới lật lại được. Chắc không? À thế ha. Nói chung giữ sát gì cho nó ngang, ừ. Mai vô, mai sát vô. Mai sát được con. Rút dây lên. Cho nó qua này đúng không? Qua này nhớ mũi đó. Gác mũi lên dậy đây. Nhà đứt rồi. Ok. Gác mũi lên đây đúng rồi. Cái tay kia. Cho bỏ hai ba đó. Lên được cái đầu nha cả nhà. Cuối cùng cái đầu của chiếc xuồng cũng gác lên rồi nha mọi người. Đây đây. Không có đích xuống tới luôn, đặt lại nổi nổi lên thấy được. Nặng luôn đó. Đây. Lên được hai phần rồi nha mọi người. Cái đó không? Nước nó chảy ra cái mặt lại cái nước này ha. Còn nó nằm ở trong cái nước, nó nằm trong cái khuôn này hả trong? Em không biết đâu. Nằm trong cái đầu bể nè. Kéo xéo lên đây nè. Kéo xéo lên đây nè ông Trung. Nó dính chiếc xuồng kia làm sao được? Chưa lên được, không có cái thế để lên nha mọi người. Này đứng trên cầu nên là cũng khó xử lý như cả nhà. À đẩy lên luôn hả? Ừ, cho chuỗi đậu nó luôn á. Ừ. Đi xéo á, đi xéo đi. Xéo đi. Lên. Thả ngay đây. Ừ. Nó nổi lên đó. Hay quá bạn Trung ơi. Cuối cùng cũng đã lên rồi nha mọi người. Học để cho nó xuống xíu rồi cho nó không nó rồi từ từ nó đi được đấy. Cái thôi là nó ché xuống cái nó chìm đó. Đang cho. Xíu ra, xíu nghe. Xíu lẻ lên. Ok. Vậy tắt nước là xong. Chào tôi kêu kém vô đó kìa. Cuối cùng cũng hoàn thành chiếc xuồng đã nổi nha mọi người. Giờ chỉ còn cái bó cần câu không biết nằm xứ nào. Ờ nó nguyên cái bao luôn á. Nguyên bao luôn á. Gà rồi, nãy giờ không được. Biết ở dưới này nó có tấp, ở dưới này có lưới không anh? Gà rồi. Buồn quá câu không được nè, không ngon không buồn nè. Hai ông làm việc luôn, không làm xong rồi. Ừ, sao nó tắt mấy này không biết.
giờ em trai hỗ trợ cho cái bó cần câu nha mọi người. Em cố gắng để lặn tiếp một hơi nữa coi có lên được cái bó cần câu của anh Tuấn không, hy vọng là sẽ tìm được cái bó cần câu nha mọi người. Đó, tại vì phía dưới này cũng có rào lưới mọi người, nước nó chảy nó tắt, chắc có nghĩa là nó tắt dài xuống dưới này, cũng hy vọng là em sẽ mò được bó cần câu của anh Tuấn. Em trai đấy, em mò theo cái dùng của cái vàng vàng cây này cắm vào lại đó là có lưới hết nha mọi người, nên không có trôi ra ngoài khu vực này được. Dài được. Xả gì còn vậy không? Đơn giản thôi ha Trung. Dạ. Là chiếc xuồng cũng đơn giản thôi, có gì đó ha. Tại xuồng PK nó nhẹ. Ồ, lại tới đó mà không có là thua luôn á. Nãy nó nằm ngay đó thì nó lại ngay đó là đúng rồi đó. Tôi sợ nó lình bình. Chọt hả? Chọt. Tiếng được cái câu chưa? Được, có mới nào không? Hai con hả? Về luôn hả em? Dạ. Bây giờ máy bay mấy anh cần hữu, mấy em cần hữu này nha. Trời chứ mưa cũng tranh thủ đi về mọi người. Còn mấy anh em tôi thì giờ mới xong được chiếc xuồng. Chưa có ra cần được luôn nha cả nhà. Bye em. Bye anh. Này, thành quả của em là được một con cá cha và con cá dảnh nha cả nhà. Em lặn hơi rồi mà không có luôn nha mọi người. Nó phình phình á, kiểu như nó không có chìm mà nó phình phình á. Lên rồi, giờ chỉ còn thiếu bó cần câu. Thiếu bó cần câu. Có không? Về sớm hả? Có không? Không, nó đẹp trai cái dạng đó đúng rồi, nó chảy xuống chiều này mà. Hơi hơi mà bó cần câu nó lại trôi đi hướng nào luôn không tìm được nha mọi người. Đó nha mọi người. Cả nhà một clip tiếp theo mấy bạn gặp lại.